Mưa mà thức hoài thì nào mà tạnh mưa mình mới được ngủ. Té rồi hả, một lần sợ rồi. Sợ lắm. Nó đạp trời trời thấy nước quận đó. Rồi nhảy xuống, ngồi nó lên. Hồi mai nước cạn chứ nước lớn thấy mọi nội luôn rồi. À, tôi nay á là tên Nguyễn Thị Nương. Năm nay là á là 51 tuổi. Sống đây hả cũng là mấy chục năm rồi, ba mấy năm rồi. Hồi lần sống hả có con có cái có chồng, bây giờ con cái nó vợ đi hết rồi, không còn ai hết á. Chồng á thì cũng hả chết rồi, chết đây cũng năm mấy nay rồi. Rồi sống hai bà cháu đó, hai bà cháu thì lụm dây chai, mới bán dây chai được mấy chục ngàn bạc mới bán cái sọt, kiếm tiền thêm những nuôi thằng cháu nội đó. Nó giàu bỏ nhỏ 2 tháng rưỡi giờ đó, hôm nay nuôi nó 3 tuổi rồi đó, không thấy mặt mũi nó đâu, nó không thăm con không gì luôn, bỏ luôn. Trời nắng á thì mình nó nóng nực lắm, mà mưa thì nó hơi cực chút xíu. Khó tỉ ghe không nước vô á thì nó đỡ, còn nước vô còn cực mình tát. Gió lớn thôi nó giật ghe dữ lắm, nó giật ghe ha, giật dữ lắm luôn, dòng gió nó bay tùm lum tùm la luôn, mình sợ, có con nít mình hay sợ, trời ơi đứt dây được rồi hãy lội xuống sông mà kéo mà cột lại, chứ không cột lại rồi nó nhập vô á, giờ cái nó mình sợ bể ghe, rồi không có ghe ở, mình hãy lội xuống mình kéo, hay mệt, dưới đây mình đâu có mượn ai, đâu có kêu ai được đâu, cho hai bà cháu đừng gánh thôi chứ sao giờ. Nó hả kêu con ở đây bà xuống mà nội xuống mà nội cột ghe con đừng ra ngoài thì được rồi, dặn nó đừng ra ngoài rồi cái nó sợ nó khóc hoài, mình cũng lo sợ nó, mình nói rồi con ở đó đi rồi nội cột ghe rồi nội lên liền. Mưa mình thức hoài chừng nào mà tạnh mưa mình mới được ngủ, mình hỏi chịu thôi à, sống đâu quen đó, đóng rồi cũng quen à con ơi, thì mình cũng quen rồi, chứ mình giờ mình muốn sung sướng rồi đâu có được đâu, nghèo khổ mà đâu có tiền mà, nhưng mình muốn đâu có được, khổ lắm cô ơi, coi gì chứ khổ lắm, chứ không phải vẫn chơi đâu, bệnh dịch, lúc bệnh dịch còn khổ ác nữa, nó bệnh dịch á, đâu có tiền có bạc đâu, cô nghĩ đi, không có tiền có bạc, có hai bà cháu mà lúc đó nó bệnh nữa, không có một tiền mà mua thuốc nó uống nữa, bắt đầu cái bồng cháu lên bờ nè, mà lúc mà nó chưa có cấm nha, chữ nào nó chết không à. Người ta thấy thì người ta mới cho tiền, người cho 150 gì đó, cái gom góp lại được 2-3 triệu rồi đó, chở nó đi bệnh viện. Có hai bà cháu mà, để có ai bên cạnh đó, nó hơi đỡ một chút. Tôi á thì không biết làm gì, phải bần bọc, phải là nuôi nó ngày nào hay ngày nấy thôi. Để chứ biết hả, không biết làm sao gì vậy. Ông bà thương xót á, cho nó hết bệnh, nó mạnh giỏi đó. Còn không xương sót không, mình hãy chịu thôi, biết sao mình hãy lo cho nó từ chút cho chút, từ mua miếng sữa muốn tả cho nó sữa nó có thấy không đó, mua từ bịch sữa thế này nè, nó đen gần hơn là kiwi đó, thì mình ở trên bờ mình bán buôn, nó ở trên bờ với mình á, rồi nó đu á, chừng nào mà buồn ngủ nó buồn ngủ quá thì bỏ đó rồi dỗ xuống đây nè cho nó ngủ, mà ngủ rồi mình mới lên rảnh mình ngồi mình bán, ngồi bán mà vừa ngồi canh nó, mình sợ con nước lớn rồi nè nó lên xuống á, sợ nó té nó tưởng mình không có hay, té rồi hả một lần sợ rồi, sợ lắm. Hồi đó dù tại mình lên bán lô bu á rồi quên trực nó đi, chừng nhớ trực lại á, bắt đầu cái giờ kêu nó đó nó tiêu rồi, nó biết nó chợt nó dứt rồi, nó đạp trời trời thấy nước quận đó, rồi nhảy xuống ngồi nó lên, hồi mai nước cạn chứ nước lớn thấy mọi nội luôn rồi, nó sợ nó ông cứ ngắt à mặt mày xanh dần vậy, không có thời gian rồi gặp bê cho nó. Rồi lo mình mà bán rồi chiều tối rồi, người đó chiều bắt đầu lo nó cho nó ăn uống rồi tắm rửa cho nó, đâu có thời gian đâu. Trời ơi khổ lắm cô ơi, chứ không phải mình sung sướng gì đâu. Giờ cháu mình bỏ đâu giờ, bên ngoại nó không chú bắt ngoại ngoại, không thằng ai con nào mà ngó tới nó. Từ mẹ nó bỏ đi rồi suốt không ai ngó tới nó luôn. Rồi hai bà cháu rồi dựa tựa với nhau rồi mà mãi thôi chứ sao giờ. Mà mệt mỏi cho nó ngồi đi chơi với mình,
Thôi kêu nó ngủ nằm xuống. Thôi con nằm xuống con ngủ đi, nội mệt quá, con nằm đi ngủ mà nội. Khi đó nhớ nó ôm thương, nó khóc ngang. Nó khóc, nó kêu nội, sợ mình chết. Rồi ôm nó khóc, kêu nội. Nói thôi con nằm đây đi với nội đi, nội không có chết bỏ con đâu, con sợ. Mình hãy xót xa biết sao giờ. Nó nói càng nói mình còn hả còn đau lòng thêm nữa. Nó hả? Nó có 3 tuổi thôi. Nó có 3 tuổi rồi. Sắp phải đến tuổi đi học rồi thì... Hồi đó, núng lý ra có tiền rồi cho nó đi học rồi đó. Nhưng mà nghèo quá, không có tiền mà gửi cho trường cho nó đi học được. Giờ tiền không đủ ăn. Mà tiền đâu mà đưa nó vô học. Chứ núng lý ra thì cho nó vô học rồi đó. 5 tuổi cho nó vô học lớp 1 luôn. Đó. Bà hãy mần có tiền mới gửi vô được. Còn không có tiền thì không biết làm sao đó, tới đó phải tính chứ giờ không biết làm sao. Chứ giờ cô thấy có tiền thì giờ hả cô hả mua cái gì hả sắm cái gì hả bất cái gì nó cũng nhận được hết trơn á. Giờ không có tiền thì mình hãy chịu thôi à. Giờ mua cái gì cũng đâu có được đâu. Có tiền đâu mà mình mua. Ngày lo 2 bữa cơm rồi lẫm bụng rồi thôi à. Đồ áo mặc lộ ta cho không. Tiền nó mua đồ mới. Cô nghĩ đi cô tiền không ăn mà mua tiền nó mua đồ mới. Lụm từ với chai bán từ con ốc kiếm tiền đồng lờ. Mà cô sống mà cho tiền đâu mà mặc đồ mới, sống đồ mới bây giờ cô biết nhiêu chưa? Mấy chục ngàn, cả trăm ngàn tiền đồ mới, tiền đồ ăn. Để tiền đó mình lo cho con, cho cháu mình. Mình mặc đồ mình lẻ là được rồi. Bán mua 20 ngàn cá, 20 ngàn cá, rồi 2 mẹ cháu cũng ăn đủ một ngày. Yêu cầu nó có đồ ăn, nó có ăn là được rồi. Còn tôi thì ăn cái gì cũng nhận được. Mắm muối gì cũng nhận được. Không cần thiết, cần lo cho cháu mình thôi. Trời ơi, căn nhà không tiền ở, cái cô có căn nhà gì. À, cuộc sống mình gặp đâu có nhiều tiền, ngày vô có hả 100 mấy ngay, khi hả 70, 40, nhiều chừng gì đó, đủ ăn đủ xài rồi tiền đó con mướn nhà. Nước á, thì mình đổi bên đây nè, một thùng đó, một thùng canh trên bờ đó, 3 lít đó, là 3 ngàn. Tắm rửa thì mình tắp nước sông, rồi cái lên mình xối nước ngọt lại 1-2 ca, cho đựng ngứa thôi. Còn giặt đồ giặt áo thì mình giặt đồ dưới sông thôi. Vậy thôi chứ giặt nước ngọt giặt đâu có nổi, đổi một canh hả 3 ngàn. Nó coi nghĩ đi, nó giặt đồ giặt đạc nó biết bao nhiêu can. Thiếu thốn chưa? Tại mình không có tiền lo nó ăn học rồi kia, mình thấy nó thiếu thốn chưa? Thiếu thốn mình phải chịu thôi, chứ khổ mà. Giờ mong ước chị cũng không có tiền cái gì được mong ước. Chứ cái gì cũng không mong ước được á. Cơ nuôi cho cháu mình nó mạnh giỏi, có tiền bạc nuôi cháu mình mạnh giỏi này kia nọ thôi. Chứ tiền có tiền giờ buôn bán này kia nuôi cho cháu mình thôi, chứ giờ mong ước rồi. Quan mấy vị giờ cũng không có tiền đâu, mong ước hả?